bắt đầu nó không ổn rồi. Không ổn sao? Không ổn. Yeah. Đây, bây giờ nó là cháy. Đó đúng, 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 đúng. Có cần nhiệt chưa? À, nhiệt, nhiệt. Mở, mở lửa, mở lửa. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Tắt cái quạt. Cái món này gọi món gì vậy? Bắp 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 caramel. Nhưng mà em chỉ mang cái này để thử thôi, để thử thôi. Kiểu này chắc ăn luôn như thử gì. Bỏ, em bỏ chứ mà. Bỏ. Anh rất tiếc là tốc độ nó hơi chậm. Nhưng không có đẹp không cho em luôn. Hoàn hảo rồi, em thấy. Hoàn hảo hả? Nhưng mà như em đặt máy sẽ làm nhanh hơn cho em một chút để cho em lấy lớp option dễ lưu trị, dễ làm. Ủa? Tốt khi được rồi em. Cái này em tìm bao lâu rồi giờ mới ra? Ừ? Em tìm cái sản phẩm này bao lâu rồi mà chưa dám thử, mới đâu nay qua đây. Cái sản phẩm mới cho em trộn này nè. Bắp hả? Ừ. Trước giờ em trộn bằng gì? Không, em mới bắt đầu rồi. Ồ, quậy không? Em trộn bằng cái máy mà em quay phim ra đó. À, hiểu rồi. Cái nồi á. À, nó không tốt bằng cái này. Nó nhỏ lắm. À, nhớ giờ mới nhớ em. Em không cần cao lên nữa đâu. Nó rất ok được. Sao lấy luôn không? Giao luôn cho. Ông khi ông đặt ông cứ để đi mãi. Em sẽ lấy. Em cho em một tuần. Ok. Để em trang sức em rồi. Thank you.